Xin chào tất cả các bác nhé. Hiện tại em đang lắp một bộ cấu hình toàn JBL ở một nhà bác khách rất đẳng cấp. Em có thể quay trực về đây cho anh. Loa JBL MTX-12 và dàn máy của JBL. Bộ này thì cực kỳ chất. Đó. Và giá bên em đang chào bán cho cả bộ này thì chỉ có khoảng độ 90 triệu đồng là anh em chơi tất cả các thiết bị cao cấp này của bên em rồi. Và chồng là chồng Nexo anh em nhé. Thực sự các bác là cái giá này thì em là người bán gọi là đẳng cấp nhất cho anh em rồi. Và ngoài ra hãng còn một đôi loa 515 Moritz 515 ở phía dưới anh em nhé. Bát 40 tiếng thì cực kỳ đẳng cấp cho anh em chơi rồi. Đó. Toàn bộ tủ máy của bên em là kênh nào là đánh riêng một loa đấy, và trầm kia thì em sẽ chọc hai kênh nhà máy súp anh em nhé. Quá phê luôn anh em nhé, quá chất lượng cho bộ âm thanh như này. Nếu mà chồng đây thì mai em sẽ bỏ bác cái kê cái chân máy giặt lên đây là đẹp. Đấy, nhà bác không gian nội thất rất đẹp, ghế sofa anh em có thể nhìn thấy. Đây, ghế sofa các thứ rất là đẹp anh em nhé, trải nghiệm rất là phong cách thời trước. Ngồi rất là sướng em. Chủ ông chủ lớn đi tiếp khách rồi. Rất là ok cho anh em chơi và trải nghiệm. Và đặc biệt là cái này thì em đã hệ thống các thứ này em đi dây rắc từ trước rồi, nên là nó rất là gọn, không hề lộ ra một tí gì hết anh em nhé. Dây rắc các thứ không hề lộ ra và rất là đẹp. Đó. Rất là tuyệt vời. Không gian rất là sang trọng. Đó, anh em nào có nhu cầu thiết bị về âm thanh gọi là hàng chất, ngon, bổ, rẻ và xịn thì vẫn liên hệ cho công nhé. Các bác mua những bộ này khoác chắc em nghĩ phải tầm gần 200, nên em chỉ có 90 triệu thôi. Quá rẻ luôn, hàng đập hộp cho anh em chơi nhá. Tất cả ok, hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong những clip lần sau của bên công. Chào các bác.